nhan sắc mới, khởi đầu mới mùa 2 đã casting trở lại với 500 suất hỗ trợ lên đến 100%. JW nhân đôi cơ hội cho mọi mảnh đời khiếm khuyết. Với sự xuất hiện của bộ năm giám khảo quyền lực, nghệ sĩ Việt Hương, Hoa hậu Ngọc Hân, MC Đại Nghĩa đồng hành cùng các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành, Chủ tịch Hội Thẩm mỹ mắt Hàn Quốc Hong Lim Choi, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, casting chỉ diễn ra duy nhất 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4 tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Truy cập ngay nhan sắc mới khởi đầu mới.thẩmmyhanquoc.vn để đăng ký tham gia.